Năm 1028, Lý Thái Tổ vị vua đầu triều Lý băng hà. Ngai vàng, vị trí quyền lực nhất của mỗi đất nước luôn được rất nhiều thế lực nhòm ngó. Theo di chiếu, quần thần chuẩn bị tôn Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã lên ngôi báu, nhưng lễ đăng quang của ông vua mới chưa được cử hành thì ba hoàng tử Võ Đức Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương đem quân ba phủ vây thành, còn kẻ chia ngôi báu với Hoàng Thái Tử. Trong hoàn cảnh Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã vướng tình máu mù ruột già chưa khiết, kinh thành hỗn loạn, quân tướng hoang mang, thì những vị tứ tâm phúc của Lý Thái Tổ đã xin Lý Phật Mã cho ra dẹp loạn. Nổi bật nhất lúc ấy là võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu. Sách sử chép, Lê Phụng Hiểu phi ngựa ra cửa Quảng Đức, chỉ mặt Võ Đức Vương quát mắng là đồ phản phúc bất hiếu, rồi xông vào giết ngay tại trận. Quân tướng Bà Vương kinh sợ trước uy dũng như thần của Phụng Hiểu nên tan rã nhanh chóng. Hai hoàng tử Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương tháo chạy, nhờ đó mà loạn Tam Vương được dẹp yên. Thực ra, chẳng cần đến đêm Thăng Long rực lửa vì loạn Tam Vương đó, mà võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu mới nổi danh. Ngay từ bé, chàng trai quê làng Băng Sơn, huyện Hoàng Hóa, đất Thanh Hóa ngày nay đã nổi tiếng với sức khỏe như thần, ngôn người không địch nổi. Bởi thế mà khi trưởng thành, được tuyển vào đội túc vệ quân, rồi được phong lên đến chức võ vệ tướng quân. Sau sự kiện dẹp loạn Tam Vương, Lê Phụng Hiểu được vua Thái Tông kính trọng, ban cho tước hầu và chức đô thống đại tướng quân, lãnh đạo tất cả quân sĩ trong cả nước. Vốn là một danh tướng uy dũng trung nghĩa, lại được đức vua tin cậy, nên Lê Phụng Hiểu liên tiếp lập nhiều công lao. Sau khi làm đại tướng tiên phong cùng vua Thái Tông đi bình định vùng đất phương Nam thắng trận trở về, đức vua muốn ban thưởng hậu hĩnh, thì Phụng Hiểu nói: "Hạ thần không muốn lĩnh tước, nhà hạ thần ở chân núi Băng Sơn. Hạ thần chỉ muốn bệ hạ ban cho một số ruộng đất bằng cách đứng trên núi ném đao xuống. Hễ đao cắm đến đâu, hạ thần xin lĩnh số đất ấy để về lập nghiệp." Vua đáp: "Tưởng là khanh muốn thế nào, chứ đang muốn ruộng đất thì phải ném đao làm gì cho mệt." Nhưng Lê Phụng Hiểu nhất định chỉ muốn ném đao, nên đức vua cũng bằng lòng. Ngày hôm sau, Phụng Hiểu lên núi Băng Sơn thực hiện nghi lễ ném đao lần đầu tiên trong lịch sử nước Đại Cổ Việt. Chiếc đao bay bổng lên như một con chim được thả. Mọi người ngạc nhiên và say sưa nhìn nó bay mãi như một dấu chấm ở lưng chừng trời, xa đến 10 dặm mới chịu hạ xuống. Mũi đao rơi xuống địa phận làng Đa Mỹ. Các quan hầu đi đo đạc đóng mốc, trở về cho biết từ chân núi cho đến chỗ ném đao phi vương lại được hơn 1.000 mẫu. Vua Lý Thái Tông y ước bàn tất cả số ruộng đất cho Lê Phụng Hiểu làm hương hỏa, truyền cho muôn đời con cháu và tha không phải đánh thuế. Từ đó, những ruộng thưởng cho công thần người ta gọi là thác đao điền hay ruộng ném đao. Nếu nhìn từ góc độ lý tính, chắc chắn Lê Phụng Hiểu không thể ném đao xa đến 10 dặm được. Có lẽ chính sự ưu ái của nhà vua, lòng yêu quý của người dân đã giúp con đao của Lê Phụng Hiểu bay xa đến vậy. Đó phải chăng cũng là hình thức ghi nhận của đất nước, của nhân dân, của Thăng Long đối với những người con nhân kiệt của mình.